Thưa quý vị, trước đây người dân tại thành phố Cần Thơ muốn làm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị nào thì phải tới đơn vị đó. Tuy nhiên, từ ngày 26 tháng 2, tất cả các thủ tục hành chính này đều được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố. Ghi nhận trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, ngay từ sáng đã có rất đông người dân đến làm các thủ tục hành chính. Mặc dù trung tâm bố trí 2 tầng làm việc với 53 nhân sự, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, tuy nhiên vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu của người dân. Quan sát thấy, không ít người dân đã phải ra về vì chờ đợi quá lâu nhưng vẫn chưa đến lượt. 80, 8 mấy à, mà tôi tới 109 mấy, 79 lần thôi, tôi về đấy buổi chiều. Mới thêm cái hồ sơ, bổ tố hồ sơ thêm nữa. Là tôi tới trễ người ta nha, có mấy người người ta tới 7 giờ nữa, 7 giờ, 7 mấy, mà giờ nó cũng về. Đi về cỡ khoảng 2 giờ rồi bắt đầu mới quay lên lập lại. Chứ bây giờ mình cũng đã bắt số rồi, nhưng mà giờ nó đông quá, mình chờ không nổi á. Mà sáng tới giờ chờ mệt quá. Tôi mong cũng như là mở rộng để tăng cường nhân viên thêm á, để cho hỗ trợ cho người dân á, làm cho nó nhanh hơn tí xíu. Chứ nhiều khi công việc cũng nhiều quá, mà xuống đây chờ giống gì á, là tối một ngày luôn mà cũng không biết có làm được hay không. Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ thông tin, hiện trung tâm đã đánh giá được tình hình nhu cầu của người dân tăng cao và sẽ có phương án xử lý thích hợp. Thời điểm này thì là nó tập trung đông, chúng tôi đang có kế hoạch là tập trung tuyên truyền nhiều hơn nữa, cũng như là tổ chức những cái tổ mà chuyển đổi số cộng đồng đến tuyên truyền ở các khu vực, khu dân cư để người dân có thể là thực hiện những thủ tục hành chính ở trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng các biện pháp như là có thể là thực hiện trên điện thoại hoặc là thông qua các dịch vụ công ích giống như là các chi cục bưu điện để có thể làm những cái dịch vụ này tại địa phương. Hiện nay, trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 1.430 thủ tục hành chính của 16 sở thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2.